Vâng, chào mừng toàn thể quý vị đến với kênh YouTube của Luận Japan. Hôm trước thì Luận có chia sẻ về một cái video là tại làm sao mà hiện bây giờ thì Luận rất là ít ăn thịt, những cái thịt đỏ, thịt động vật bốn chân đấy ạ. Quý vị có thể vào xem cái video trước là tại sao tôi không còn ăn thịt nhiều. Thì ngoài những cái chia sẻ như Luận đã nói thì một cái nguyên nhân nữa là khi mà chúng ta ăn nhiều đạm động vật thì nó cũng là một cái nguyên nhân gây ra những cái triệu chứng mà bị đau đau khớp, bị sưng những cái vùng khớp xương, gọi là bệnh gút đấy ạ. Vâng, bệnh gút thì đấy là do nó đã hình thành lên nhiều những cái axit uric từ những cái chất đạm động vật mà chúng ta đưa vào nhiều quá. Vâng, cơ thể của chúng ta nó mang tính axit nhiều. Vâng, thì những cái mà axit uric ấy, nó hình thành nó như thể là những cái mà răng cưa nó bị cứng lại, nó đông cứng lại và nó đâm vào những cái vùng khớp làm cho chúng ta bị sưng lên và cảm giác rất là đau nhức. Hiện tượng gút thì bây giờ không chỉ gặp lại ở những cái người mà trung niên, mà ngay kể cả những bạn trẻ U20, những bạn trẻ U20 tuổi đã có những cái triệu chứng gút và bị bệnh gút rất là nhiều. Thì ở trên kênh của Loạn Japan cũng đã chia sẻ nhiều về bệnh gút. Thì chúng ta thấy được rằng để mà giải quyết được cái bệnh gút thì có rất là nhiều các cái giải pháp. Đầu tiên thì chúng ta cần phải phòng bệnh bằng cách là chúng ta ăn uống một cái chế độ ăn khoa học. Chúng ta sẽ giảm bớt những cái protein ở động vật đi bằng cách là chúng ta sẽ thay thế protein bằng động vật, protein động vật bằng protein thực vật qua các cái loại củ, loại quả, hoặc là chúng ta giảm, tốt nhất là chúng ta sẽ giảm những cái loại thịt động vật, những cái loại thịt mà hải sản, ví dụ như thịt bò này, thịt heo, thịt chó, không nên ăn, ăn ít hoặc là không nên ăn càng tốt. Những cái loại mà hải sản mà nó có nhiều các cái protein đấy, như con ngao, con sò chẳng hạn, thì chúng ta cũng giảm đi thì nó sẽ phòng được nhiều cái vấn đề về bệnh gút. Hai nữa là chúng ta cần ăn nhiều những cái mà rau củ quả ấy, tăng cường những cái nguồn đấy ăn vào thì nó sẽ tốt hơn. Kết hợp với lại chúng ta vận động nhiều ha, chúng ta phải có một cái chế độ tập luyện vận động. Ở trên kênh của Luận Japan thì cũng có chia sẻ cùng bác Lương Trùng Hưng là chúng ta có thể dùng canh dưỡng sinh hoặc là nước kiềm. Canh dưỡng sinh và nước kiềm thì đều có cái một cái vai trò là đưa cái môi trường tế bào về cái môi trường mà có độ pH 7.36 là cái môi trường lý tưởng để cho mọi bệnh tật nó không có, và axit ở vùng đấy nó không có bị ứ đọng. Khi mà chúng ta đang có nhiều axit uric ứ đọng ở các khớp mà chúng ta đưa được cái môi trường về cái môi trường kiềm thì cái axit uric đấy nó sẽ tan đi những cái mà răng cưa, những cái sắc như những cái răng cưa khứa như những bông tuyết ấy, nó đâm vào trong các cái khớp xương của chúng ta thì nó sẽ bị tan đi ở trong cái môi trường kiềm hóa thì nó sẽ hết bị bệnh gút. Tuy nhiên thì đối với những cái kiều bào ở bên Hoa Kỳ thì việc mà bây giờ mua canh dưỡng sinh hoặc là mua nước kiềm rất là khó khăn. Và đặc biệt là ở bên Hoa Kỳ ấy thì cái số lượng người mà bị gút lại rất là nhiều do những cái văn hóa về ẩm thực, về ăn uống ở bên đấy. Chính vì vậy mà trên cái kênh YouTube Luận Japan đấy thì rất là nhiều người comment cái vấn đề về ở Hoa Kỳ và mong muốn mua cái thuốc điều trị gút. Thì mới đây thì Luận từ ở Nhật Bản này, Luận đã gửi sang bên Mỹ một số ít các cái thuốc gút mà đã được kiểm nghiệm ở Nhật Bản này, đã được công bố bán ở Nhật Bản cũng như là mang về Việt Nam. Thì những cái thuốc này bên nhà máy sản xuất của Nhật Bản họ cam kết họ đã dùng rất là nhiều thử nghiệm lâm sàng cũng như là cho khách hàng của họ trong nhiều năm vừa qua, đạt được cái hiệu quả rất là tốt, rất là cao, và nó họ rất là tự tin về cái sản phẩm này của họ. Thì Luận cũng đang kiểm nghiệm với một số người thân, gia đình và một số khách hàng bên Việt Nam. Tuy nhiên thì cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm mà được cam kết là tốt và uy tín. Thì Luận cũng lan tỏa đưa cái sản phẩm này sang bên Hoa Kỳ. Mới đây thì ở nhà của Luận ấy, thì em vợ của Luận cũng đã bị gút và mua rất là nhiều các cái sản phẩm
trị gút khác rồi mà nó vẫn khi hoảng vẫn bị đau nhức ấy, thì Luận có đưa cái sản phẩm này cho ông em uống và cũng cảm nhận được cái sự thay đổi rất là tốt. Chính vì vậy mà Luận mong muốn rằng cái bên Hoa Kỳ sẽ có một cái sản phẩm mà Luận chuyển sang bên đấy thì sẽ giúp được đồng bào bên đấy dễ dàng giải quyết được cái bệnh gút. Bởi vì cái sản phẩm này nó được gia công và nó được đóng gói, đóng hộp, nó thành dạng viên nén rồi, cho nên là cái việc vận chuyển nó sẽ đơn giản, nhẹ nhàng hơn, dễ hơn, nhẹ hơn so với lại canh dưỡng sinh và nước kiềm. Đặc biệt là nó lại do nó nhẹ cho nên là nó đã đóng gói thành dạng viên nén rồi nên là dùng nó cũng rất dễ hơn và giá thành của nó lại rẻ hơn rất là nhiều so với lại các cái loại nước và canh dưỡng sinh kia, các cái loại nước kiềm ấy và canh dưỡng sinh. Nếu mà quý vị mà đang ở bên Hoa Kỳ mà đang gặp về vấn đề bệnh gút, mong muốn là cái viên để mà uống và giải quyết bệnh gút ngay thì hãy liên hệ với anh Thái ở bên Hoa Kỳ nhé. Thì Luận đã gửi sang bên đấy cái hộp dạng 150 viên uống cho 30 ngày với những người mà bị mới chớm bị gút và đang phòng thì có thể uống ngày 5 viên. Còn những người mà đang bị rồi, bị rất là đau rồi thì có thể uống ngày 8 viên. Vâng, thì Luận sẽ để cái số điện thoại của anh Thái ở trên cái video này và trong phần comment của video này, quý vị hãy liên hệ gọi điện với anh Thái để được tư vấn hỗ trợ nhé. Cảm ơn toàn thể quý vị đã đón xem cái video này. Mong rằng quý vị sẽ đón xem nhiều những video chia sẻ hơn nữa của Luận ở trên kênh YouTube Luận Japan để quý vị có thể được có được một cái sức khỏe khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và cuộc sống luôn tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video lần sau.